Ngày 1 tháng 3 năm 2023, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị triển khai các quyết định của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Công Thương về công tác cán bộ. Theo đó, quán triệt chỉ đạo của Chính phủ tại các nghị định, nghị quyết về việc sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, trong đó có Bộ Công Thương, căn cứ các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ, theo yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn và kế hoạch sử dụng cán bộ, công chức, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Công Thương đã ban hành các nghị quyết, quyết định về công tác cán bộ tại một số đơn vị thuộc bộ. Cụ thể, một Điều động bổ nhiệm đồng chí Lê Hoàng Oanh, vụ trưởng vụ thị trường châu Á, châu Phi, giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số. 2. Điều động bổ nhiệm đồng chí Bùi Huy Sơn, vụ trưởng nguyên tham tán công sứ phụ trách thương mại, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, giữ chức vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính. 3. Điều động bổ nhiệm đồng chí Phùng Mạnh Ngọc, Tránh văn phòng, Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực, về công tác tại Văn phòng Bộ và làm thư ký bộ trưởng. 4. Điều động bổ nhiệm đồng chí Vũ Quốc Anh, vụ trưởng quyền vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính, giữ chức vụ Tránh văn phòng, Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực. 5. Tiếp tục bổ nhiệm đồng chí Trần Quang Huy, chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023 nhận công tác tại Bộ Công Thương và giữ chức vụ vụ trưởng vụ thị trường châu Á châu Phi. 6. Giao đồng chí Nguyễn Văn Minh, phó tổng biên tập báo Công Thương, phụ trách báo Công Thương đến khi kiện toàn nhân sự giữ chức vụ tổng biên tập báo Công Thương. Đồng thời, tại hội nghị này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Công Thương Việt Nam đã công bố các quyết định về công tác cán bộ với các chức danh chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam khóa 3, nhiệm kỳ 2018-2023 và chủ tịch công đoàn Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2018-2023. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã ghi nhận biểu dương và đề nghị các đồng chí được giao nhiệm vụ hôm nay khẩn trương bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ mới, bảo đảm công việc của đơn vị được ổn định, thông suốt và hiệu quả cao. Đồng thời cần khiêm tốn học hỏi, tôn trọng tập thể, phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm của tập thể vì mục đích chung tập thể lãnh đạo các đơn vị có cán bộ được điều động đi và đến cần đoàn kết ủng hộ giúp đỡ để nhân sự mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao